đạp lên mấy anh? Đạp lên mấy? Chào mừng quý vị đến với bộ phim Chuyên Cảm Hứng. Mời ông Trương Tuấn Phong,
khi chương trình người cha cho vận động viên Trần Ngọc Minh Nguyên quận Gò Vấp. Khi chương trình người cha cho vận động viên Nguyễn Ngọc Trung Trinh quận Tân. Cái này là bao nhiêu mét rồi? 1500. Xin chúc mừng thành tích của các vận động viên và xin trân trọng cảm ơn ông.
Huy chương đồng được trao cho vận động viên Nguyễn Tiến Đạt quận Tân. Huy chương bạc được trao cho vận động viên Nguyễn Phan Minh Anh quận 5. 230. Và xuất sắc huy chương bạc được trao cho vận động viên Đặng Gia Hân quận Bình Thạnh. Xin chúc mừng thành tích của các vận động viên và xin tôn trọng những công ơn. Tiếp theo là lễ trao huy chương nội dung 200m chung vượt đôi nữ. Xin trọng kính mời ông Hoàng Vũ Văn tiếp tục trao huy chương cho các vận động viên. Xin chúc mừng thành tích của các vận động viên, xin trân trọng cảm ơn ông.